ngày xưa thầy còn nhỏ khoảng chừng 10 tuổi, thầy ở trong chùa này, ở trong cái chùa đây nè. Thì ở đây rất nhiều là thầy bùa, chứ không phải là riêng của ông Tăng này đâu, có rất nhiều thầy bùa. Thì ở trước chùa nó có một cái hòn sơn giả, nghĩa là người ta cũng ghét đá lên, người ta làm cái núi nhỏ vậy đó. Thì cái ông thầy bùa đó, ông nói ông yếm bùa, thì bây giờ ở trên cái hòn sơn đó nó phát lửa ra. Mà thầy lúc nhỏ thầy chẳng hề thầy sợ. Thầy nói nếu mà ở trên cái hòn sơn đó có lửa, thầy sẽ ra thầy hút lửa cho thầy đem vô. Thì ông nói đi ra hút lửa là sẽ bị chết. Thầy nói chết thầy cũng ra thầy hút. Mà đúng, thầy ra đó thì có một cái đốm lửa. Có đốm lửa đó là chẳng qua là một cái con dời nó sáng sáng ra. Thầy lợi thầy nhỏ mà thầy gan lắm, thầy không có sợ. Thầy lợi thầy coi chứ nếu mà người ta nghe nói mà yếm bùa mà có lửa cháy đó, thì ai dám lại. Còn nhưng mà thầy coi rất kỹ, thầy thấy là rõ ràng là con sâu, cho nên thầy hốt con sâu vô, thầy nói lửa của bùa của thầy đây, thầy hốt thầy bỏ đó. Thì cái ông thầy này ổng, mọi người trong khi đó nó có nhiều người chứ không phải là riêng có ông đó không, ổng mắc cỡ đi, ổng yếm bùa để bị giết thầy. Ổng đọc thần chú, ổng vẽ bùa, ổng dặn chân dặn cẳng bất ấn đủ thứ. Thầy đứng trơ trơ, mẹ thầy thì quá sợ ổng làm chết thầy. Thầy thì đứng trơ trơ, thầy không sợ gì hết. Thầy nói ông làm gì làm, tôi không có sợ bùa ổng đâu, bùa ông không có linh đâu, ông có cái con giờ mà ông nói lửa của bùa ông nói không đúng. Thầy nói vậy cho nên vì vậy đó mà ổng yếm bùa, ổng bắt ấn, ổng làm đủ thứ cách. Mẹ thầy thì sợ đó, cho nên bà nói con đi đi, con ở đây ông giết con chết. Cho nên thầy thấy mẹ thầy sợ quá, thôi thầy bỏ thầy đi. Nhưng cuối cùng có làm gì thầy được đâu, cho nên thầy bùa chú thầy không có sợ. Và thầy lớn lên được, ông Tăng thầy dạy rất nhiều về bùa chú, nhưng thầy ném nó như cái đồ vỏ, thầy xài nó. Cho nên đối với thầy mấy con đừng có sợ, thầy yếm bùa đừng có sợ, không có ông thầy bùa nào mà làm hại mấy con được đâu. Cho nên đối với bùa mà tông được, đối với bùa thầy nói thật sự bây giờ mấy ông thầy Tây Tạng mà qua đây thầy cũng chẳng sợ mấy ông đó đâu. Cái tinh thần mình vững vàng, cho nên cái pháp mà Đức Phật mà khi thầy nhận ra cái pháp như lý tập ý, đúng là không có một cái gì mà áp đảo bằng cái ý thức của chúng ta được. Ý thức trong mình thì không có gì hết, nhưng thuốc độc thì có thể hại chúng ta được. Nhưng một người mà tu mà thanh tịnh như thầy rồi, thân nó ứng, nó chống lại thuốc độc. Khi mà thầy uống một thuốc độc gì thì thân thầy uống vô rồi thì cái thân thầy nó đề kháng, nó chống lại, nó bắt thầy ói ra liền. Không, cũng như bây giờ thầy ăn chao mà thuốc chuối nó bắt thầy ói liền. Mà một cái gì mà nó bất tịnh là cái thân của thầy nó chống lại liền, nó bắt thầy ói ra, ói hết thôi rồi nó không bình thường, nó không có gì nữa. Đó là cái thân thanh tịnh. Còn cái thân của mấy con chưa thanh tịnh, mấy con uống thuốc độc vô mấy con không biết. Còn thầy bây giờ uống chừng một ly cho nó thuốc chuột không vô, nó bắt đầu nó cũng tắm ra, khỏi cần mà đem bệnh viện mà nó móc cổ mình đâu. Còn bây giờ mấy con uống rồi nó đem bệnh viện nó móc cổ cho mấy con ói ra, nó làm cho mấy con không còn cái thuốc đó ngấm trong thân của mấy con. Còn cái thân của thầy bây giờ nó thành cái máy ói rồi, nó đụng chất độc là nó ói. Cho nên vì vậy mà đối với thầy bây giờ ăn cái gì mà thuốc chuối hôi hôi là không được, mà ăn cái chất độc vô thì nó ói. Còn cái gì mà thầy ăn vô mà nó bình thường không có gì đâu, chín sữa mà nó hôi hôi, cái mùi sữa mà hôi hôi thầy uống vô ói thôi. Nó vậy chứ có chất độc không đó, thầy biết nó có chất độc, nó không chịu cái thứ sữa đâu. Nói bổ với thầy thấy không có bổ đâu. Do thầy thấy nó rất rõ ràng cho nên về bùa chú hoặc là tất cả những ngải rồi ta không sợ cái vấn đề đó đâu. Mấy con dưỡng giữ tinh thần vững chắc thì mấy con không sợ. Thầy thường nói mấy con, thầy ngồi thì nhiếp tâm trong 30 phút không niệm, còn mấy con bây giờ một phút mà còn có niệm, thì mấy con thấy cái đặc tướng của thầy lạ rồi. Và cái đặc tướng của thầy cái lạ nữa là từ khi sinh ra thích ăn một bữa, không ăn ba bữa, cho nên đến chùa nào cũng vậy, muốn ăn ngàn bữa. Nó là nó thích ăn ngàn bữa mà cứ muốn ăn ăn, nó thấy nó cực khổ quá, nhai nuốt nó cực, cứ nghĩ sao mà cứ phải ăn như thế này, mà khi cho nó cực như thế này, mà tuổi thì còn trẻ, đi dạy học mà trong khi đó thì nó cũng vẫn thích. Chứ lẽ ra cái tuổi trẻ mà đang cái tuổi thanh niên thì nó ăn uống nó phải ăn nhiều chứ, nó thích vui chứ, cho nên vì vậy mà nó không thích ăn.
nó chỉ ăn một bữa mà mỗi lần ăn nhai nuốt nó thấy nó cực quá, nó không muốn ăn. Đó là cái bản chất của thầy, nó từ nó đã có như vậy rồi. Cho nên đến chỗ nào mà đến chùa nào mà ăn ngày hai ba bữa là thầy ở thôi mà thầy đi. Và khi mà xuống thành phố, mà khi ở chùa Ứng Quang và Giác Ngộ đó, khi đang trong khi mà đấu tranh thì qua chùa Giác Ngộ thì ở, thì lúc bây giờ là thầy ăn ngày một bữa ở đó, thầy tập coi như tập chứ không phải là tránh họ, tránh chúng. Họ ăn mấy bữa thì họ ăn, riêng thầy ăn ngày bữa rồi thôi, thầy không có ăn mấy bữa kia. Cho nên vì vậy mà thầy ở riêng một cái phòng, bởi vì mình là một thầy giáo đi dạy học mà, cho nên thầy có cái phòng riêng của thầy ở trong chùa, thầy có cái phòng riêng. Cho nên thầy tự túc, thầy mua cơm thầy ăn, cho nên vì vậy mà mình ăn có một bữa mình thôi. Còn riêng mấy thầy thì họ ăn ba bốn bữa ăn gì ăn, thậm chí như có những buổi chiều các thầy dạy ở trong trường đó rủ nhau đi ăn cơm cha, nhưng mà thầy vẫn. Thì các con biết rằng trong cái cuộc đời của thầy nó có cái những cái đặc biệt, nó có những cái học thì học cũng hết mình, mà tu thì tu cũng hết sức. Nó có cái lạ, nó có cái lạ đó chứ. Mặc dù là hiểu cái pháp nào mà dạy thì tu hết mình với cái pháp đó, mà tu không được thì bỏ, cứ bỏ mà. Chẳng hạn là đầu tiên thầy ở khi mà thầy xuất gia còn tuổi trẻ mới có 8-9 tuổi thì thầy học Ứng Phú Đạo Tràng. Ứng Phú Đạo Tràng tức là tụng niệm cúng bái rồi đẩu trắng, tất cả những cái này thầy rành lắm. Nghĩa là một ông thầy cúng làm như thế nào thầy cũng làm bài bản như họ được hết à, không có cái nào mà thầy không sao. Rồi trong khi đó thì được những cái người thân của thầy, những ông bác và ông thân của thầy dạy cho thầy học thuốc thang. Thường thường là trong chùa họ hay biến cái ông thầy chùa trở thành thầy thuốc. Thầy học thầy thuốc thầy rất giỏi, bắt mạch và coi mạch rất giỏi. Và đồng thời được ông thân thầy truyền mật tông dạy bùa chú. Mà thầy cũng rất giỏi về mật tông bùa chú lắm các con. Chứ không phải cái gì thầy cũng thân, cho nên bây giờ mà những cái gì mà thầy nói ra là cái bản thân của thầy đã trực tiếp trên cái nghề đó, trên cái học đó. Thầy biết rất rõ cho nên thầy nói rất thật. Bùa chú cái gì thầy cũng giỏi hết. Giả lại thì cái nơi cái chùa mà ở cái chùa ở đây, ở tại đây nó có cái chùa và cũng là cái thiên địa hội của một cái số người làm chính trị ở đây, toàn là những võ sĩ ở đây. Mà con nói thầy nói cho mấy con biết ở cái khu vực này là cái khu vực mà thiên địa hội, mà lúc mà ông Nguyễn An Ninh mà ông thành lập cái thiên địa hội để mà chống lại Pháp đó, thì ở đây là những cái người mà toàn là giỏi, họ về đây họ trú ở trong họ trốn ở trong cái chùa này, họ làm cái công việc đó. Thì trong đó có ông Thanh của thầy, có ông Thanh của thầy, cho nên thầy cũng được tiếp thu về những võ nghệ của các vị này nữa. Nghĩa là cái mai của cuộc đời thầy nó đã được học tất cả mọi cái ngành nghề của cuộc đời. Cái học võ nghệ, có con biết cái nhà này người ta bay qua như thường đó, đứng ở bên đây người giúp chúng ta bay qua khỏi cần chống cây đó. Thì cái sức mà người ta nhả như vậy là người ta học tu, người ta học tập luyện gì giỏi. Các con thấy những cái gì mà cuộc đời nay làm như thầy có cái kia. Thầy đi tu xuất gia, thầy 8 tuổi thầy xuất gia vô chùa. Thầy ở chung với mấy ông thầy chùa quy là cái thứ mà kêu là đầu to không à, chứ không có đầu nhỏ. Nghĩa là cái hạng mà đầu bự không à. Họ đi làm những cái việc mà như vậy mà thầy chịu ảnh hưởng đó rất lớn. Bùa chú cũng giỏi nè, ngải nghệ cũng giỏi nè, rồi thuốc thang cũng giỏi nè. Mà tới cuối cùng thầy bỏ sạch hết. Mấy con cứ nghĩ ngỡ tưởng cái thân của thầy như thế này mà thầy bay qua cái nhà này được, mấy con biết tập cũng cực khổ lắm, nhưng mà tại sao thầy ham chứ? Thấy mấy bác mấy chú đó họ, mấy quý thầy đó họ làm được, thầy cũng bắt chước thầy làm. Mấy con biết tập luyện gì, đào một cái lỗ bên đây, một cái lỗ bên kia, một cái lỗ rồi ở dưới này mới nhảy lên cho mình rớt qua bên cái lỗ bên kia, cứ tập nhảy rồi đeo cát nhảy, đeo cát nhảy, chừng bỏ cát đó mình đứng ở dưới cái hang mà ở dưới cái lỗ vậy mà mình dụng mình nhảy lên được, thì mình đứng ở trên mặt đất mình nhảy nó dễ dàng lắm ấy. Cho nên tập nó bay qua cái nhà mình đó, phi hành trên cái nhà của mình bay qua đó. Đó thì đứng ở dưới đất mà bay qua vậy đó, mình bay qua bên đây rớt một cái tự nhiên chứ không có. Nó tập luyện mà đâu phải không biết công phu lắm chứ, mà thầy lại công phu được. Làm những cái gì thầy làm cũng được hết, cho nên thầy luyện tập. Cho nên đến khi tu con biết thầy cũng người quyết tâm lắm. Khó khăn cách gì thầy cũng làm được hết. Khổ hạn cách gì thầy cũng làm được hết. Thậm chí các con cứ nghĩ đi, một người mà ăn rau mà sống, mà thầy ăn rau sống thì mấy con biết. Mấy con thầy biết rằng cái cơ thể của mấy con mà ăn rau chừng bữa chắc mấy con chết luôn đó. Nó mệt, nó làm sao đủ thứ. Còn cái cơ thể của thầy nó có cái nghị lực như thế nào trong đó. Thì thật là nó không đơn giản đâu. Thầy nói thật sự, mấy con cứ tập thử.
nó không dễ đâu, nhưng mà thầy tập được hết. Coi con người thầy nó có sự đặc biệt, đặc biệt như vậy cho nên thầy mới làm chủ được sự sống chết của mình. Cho nên khi mà thầy hướng dẫn, hầu hết là số người hướng dẫn thầy thì cứ tu nhiếp nhiếp vô trong cái chuyện mà cứ ngồi thiền nhập định qua cái kiến giả hiểu, họ không có hiểu ý của thầy, rồi cuối cùng họ tu không được, họ phải bỏ. Cho nên thầy ít có nói về vấn đề thầy lắm, nhưng mà vì cái vấn đề mà thầy nói thật sự cho mấy con biết, vì nói đặc tướng của thầy thì nó là cái người dường như là có duyên. Thầy tới 16, 17 tuổi thì chưa biết đọc chữ Việt. Mấy con cứ nghĩ là 16, 17 tuổi mà thầy chưa biết đọc chữ Việt, mà chữ Hán thì thầy giỏi lắm. Tại vì những người mà dạy thầy hầu hết là họ chữ Hán không à. Họ, những người đó họ cũng biết chữ Việt chứ không phải không. Nhưng mà ông thân của thầy với ông bác của thầy đó, họ là những người Hán học, cho nên họ kiềm thầy, họ dạy thầy chữ Hán. Thầy đọc báo, đọc sách thì viết chữ Hán rất giỏi, thầy làm thơ văn chữ Hán rất hay chứ không phải không. Nhưng mà khi mà thầy đưa đứa em của thầy đi học, thầy mới hỏi ông thầy cỡ tuổi tuổi của em bây giờ là 16 tuổi như vậy còn học được nữa không, còn chữ Việt được không? Thì ông thầy nói được, nhưng mà em đến nhà thầy dạy thôi, chứ em học chi, em học chung với mấy cái đứa nhỏ này thì em làm sao ngồi nó được. Thì thầy đến thầy học riêng ở trong nhà. Mà trong khi thầy học như vậy thì cái thời gian có 6 tháng thì cái ông thầy ổng đưa thầy vào cái lớp, ổng đang dạy cái lớp 3. Coi như là thầy bỏ lớp, thầy nhảy lớp á, thầy lớp 1, lớp 2 thầy bỏ, mà thầy nhờ đến 6 tháng ở trong nhà đó. Thì 6 tháng thầy học trong nhà là ổng đưa vô lớp 3. Một năm học mà ổng đưa vào nửa năm thầy học lớp 3 được nữa. Coi như là thầy thông minh đến cái mức độ đó. À, rồi do đó mà thầy lên cái tiểu học, thầy lên rất nhanh lên, mà thầy đứng đầu lớp hết đó. Không biết thầy đứng đầu lớp, thầy lãnh thưởng, thầy coi như là thầy học giỏi nhất lớp không có, nhưng mà có cái lớn con chứ thôi. Bị gì đến 16 tuổi phải lớn con, cho nên cho nên trong cái vấn đề mà đặc tướng của thầy nó kỳ lạ, cái học cũng thông minh, cho nên thầy tập trung, thầy gương do hãy học thầy học. Rồi thầy đủ cái duyên trong chiến tranh thì nó không có được ở tại cái nơi đây, vì nơi đây nó không yên bình yên đâu, thì thầy lại được đi về thành phố. Thầy về thành phố, thầy ở trong chùa Ấn Quang, rồi đến chùa Giác Ngộ. Bởi vì Ấn Quang hay có cuộc đấu tranh trong cái thời đó, Phật giáo đấu tranh, thành ra thầy muốn yên thân hơn để học tập thì qua bên chùa Giác Ngộ, thầy ở bên đó. Rồi ở bên Giác Ngộ thì được yên ổn mà thầy học tập. Thì cuối cùng đó thì ân thân thầy mất, thì vừa đi học mà vừa đi dạy học ở trong trường bây giờ. Thì ân thân thầy mất, thầy mới về Trường Vương thôi. Thì nói nếu mà một cái người chết như thế này mà cái linh hồn ở trên này, thầy muốn đi tìm cái linh hồn ân thân này, thầy mới bỏ hết. Trong khi thầy chuẩn bị giáo hội, trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ, Hòa Thượng Thiện Hòa chuẩn bị cho thầy học bổng cách thức để mà đi sang qua quầy Phật lập luận án tiến sĩ Phật học để về làm việc cho giáo hội. Bởi vì thấy thầy có người thông minh đó, cho nên giáo hội cũng rất thương để trợ giúp cho thầy. Thì trong khi đó thầy thấy cái chết của ông thân thầy thì về, thầy nói với Hòa Thượng Thiền Hòa, con không đi học nữa đâu, con phải đi tu thôi. Xin Hòa Thượng giới thiệu một vị thiền sư nào. Bởi vì lúc bây giờ đó đọc thiền luận của Suzuki, thấy thiền luận là ngon quá rồi, không còn gì hơn. Cho nên vì vậy mà thầy xin Hòa Thượng Thiền Hòa giới thiệu cho một vị thiền sư thầy theo tu thiền để mà thầy tìm coi cái linh hồn ông thân thầy chỗ nào. Nó có mục đích của thầy là nghĩ cái tình thương của thầy thương ông thân thầy lắm, cho nên thầy quyết định đi tu để tìm. Cũng làm như cái duyên nó tới lúc này, cho nên Hòa Thượng Thiền Hòa nó mới làm viết một bức thơ gửi cho thầy Hòa Thượng Thanh Từ. Bởi vì lúc bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ là một thiền sư nổi tiếng đó, do đó thì Hòa Thượng Thiện Hòa gửi cho thầy đến Hòa Thượng Thanh Từ. Thầy vào Hòa Thượng Thanh Từ tu học 3 tháng hạ năm đó. Sau 3 tháng hạ thầy thấy ở đó ăn uống nó không có hợp với thầy, cho nên thầy đi với hai vị khất sĩ. Hai vị khất sĩ ở bên khất sĩ đệ tử của cái sư đàn gì ở dưới Cần Thơ đó. Do đó thầy đi theo hai vị đó, thầy nghĩ rằng bên khất sĩ ăn ngàn bữa. Nhưng mà thầy đến đó thì thầy thấy nó cũng chưa hẳn hoàn toàn, cho nên thầy mới bỏ lên Hồng Sơn mà thầy tu. Nó thầy mới có ở Hồng Sơn, thầy tu pháp của thầy Thanh Từ.
nhưng mà thầy thấy ở từ thì ăn ba bốn bữa thầy không đồng ý, thầy chấp nhận điều đó cho nên thầy bỏ đi. Chứ không thầy ở trên từ cũng lâu lắm rồi, nhưng mà điều kiện cũng được, thầy thấy con người mình không hợp cái ăn thôi, còn cái pháp thì thầy thấy có thể tu được, cho nên thầy mài nghiệp đến 9 năm. Nhưng mà lên Hòn Sơn mới có 9 tháng gần năm mà, nhưng mà thầy nhớ mẹ thầy lắm. Là trước khi mà ở chân không đó, thì cô Út lên thăm, nói mẹ thầy mong đợi thầy lắm. Cho nên nói chứ lúc bây giờ thầy ham tu thầy cũng không quan tâm lắm đâu. Do vì vậy mà cái tiếng nói đó mà thầy lên Hòn Sơn sống một mình đó, nó mới nhớ mẹ. Nó nhớ mẹ, cái ái kiết sử nó nổi dậy, nó nhớ mẹ quá. Bây giờ mình có mẹ, bây giờ còn có mẹ thôi, đâu còn ai nữa mà mình bỏ mình đi xa đâu. Cho nên vì vậy mà nhớ của Út nói mẹ nhớ. Cho nên thầy trở về thẳng bàn liền chứ khác. Thầy nói thôi tốt hơn mình núp với bóng mẹ mà mình tu để mình không nhớ nữa. Mà đúng vậy thầy về cái thầy không nhớ mẹ thầy nữa mà thầy yên tu. Thì cất cái thất ở bên mẹ thầy nấu cơm cho thầy ăn. Cho nên cuối cùng thầy nổ được thì tu, cuối cùng thì chứng đạo. Cho nên cái cuộc đời của thầy nó kỳ lạc lắm, nó lạ lùng lắm. Mà cái sự tu tập của thầy nhiếp tâm thầy mất. Lên chứ không có người nào mà hơn thầy được. Mà thầy lại thích sống độc cư mà. Bạn bè thích nói chuyện này kia, chứ riêng thầy cũng thích. Khi mỗi buổi mà vô trong thiền đường tu tập thôi mà ra rồi mà không có nhiệm vụ không có, thì thầy lên trên cái nơi nào yên tĩnh trên núi đó, thì ngồi thì mình thì tu thôi. Thì ngồi thì tu thì chơi mình, chứ không có chơi nói chuyện. Cho nên thầy biết cái bản chất độc cư của thầy đã có từ hồi nào chứ không phải là mới bây giờ. Do đó cho nên thầy biết rằng nếu mà thầy trình tụ là nhờ độc cư. Vậy mà thầy ai hỏi tu thiền định là gì thì nói độc cư là bí quyết thiền định. Hồi đó thầy hiểu như vậy. Nhưng mà không ngờ khi mà đọc kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy độc cư rất là hay mấy con. Là do đó thầy triển khai cái pháp độc cư như 42 bài kệ độc cư sống như con tiên ngư một sinh đó, là cũng của Phật nói ra. Và đồng thời những cái bài kinh nào Đức Phật cũng nói về cái sự độc cư hết. Cho nên thầy mong rằng mấy con ở đây phải giữ hành độc cư trọn vẹn, vì con đường này chỉ có độc cư mà thôi. Độc cư, độc bộ, độc hành, chúng ta không còn quen thân ai nữa hết. Chúng ta hãy cố gắng giữ trọn độc cư. Thầy tin rằng mấy con theo cái lớp học của thầy mà giữ trọn độc cư thì mấy con sẽ thành tựu tốt đẹp. Thầy nhắc lại cho mấy con chung là chúng ta là người đệ tử của Đức Phật, lúc nào chúng ta cũng thực hiện trong từ bi. Chúng ta ăn chay là vì lòng thương yêu của chúng ta ăn chay, chứ không phải là gì mà chúng ta muốn làm hợp mà chúng ta ăn chay, mà chúng ta vì lòng thương yêu của loài vật mà chúng ta ăn nữa là chính là thôi. Cho nên thậm chí như trong cái bữa ăn của thầy mà thấy những cái miếng mà giống như thịt là những tình không ăn, thấy những con vật mà cái bột mà người ta làm những con tôm, tức là thầy không bao giờ thầy ăn mà có cái giá mà giống như loài vật, mà dù biết là món chay nhưng mà thầy thấy gì nhìn đó không ngờ thầy ăn. Đó là cái lòng thương yêu của thầy từ khi mà thầy biết tu được tứ vô lượng tâm từ tâm bi của thầy rồi. Thì như vậy thầy không bao giờ mà thầy ăn cái món gì mà nó giống như thịt là thầy không ăn. Nghĩa là thấy cái hình dáng mà ở trong cái đó mấy con phát ra mấy con làm mà thầy thấy nó giống thịt là nhất định là không. Nhất là những cái tay nắm mấy con không bao giờ mà thầy lỡ cái tay nắm, thầy nói giống con ốc quá trời, ăn không có được. Mặc dù là ngon gì ngon chứ mà thật sự thầy không dám rớ cái đũa vào, bỏ nó vào trong miệng thầy nghe nó mềm mềm như con ốc, mà thầy đã ớn tới trên đầu không có dám nuốt nữa. Thầy nói thật, cái tình của thầy nó quá lớn, cho nên đối với thầy, đối với chúng sanh, khi một cái gì mà thầy bỏ vào miệng mà thầy nghĩ con vật đó thì thầy bây giờ cái đó là món chay đi nữa thầy không dám ăn, không dám nuốt nữa. Trời, mà hễ mà thầy nuốt là thì cái cơ thể thầy nó sẽ phản ứng, nó ói, tự nó phản ứng nó ói cho ra cái món đồ đó rồi nó mới thơm. Cũng như bây giờ mấy con trao thường thường mấy con ở chùa họ hay làm là trao muối mà thầy ăn cái thứ muối vô không được, con nó ói. Bởi vì mà thầy đi xe đi cộ hay đi biển gì đó thì nó không có giải cấm đâu, nhưng mà ăn cái gì thúi là bị cái gì mà làm mà cái kiểu mà dưa mà nó làm theo cái kiểu mà tanh tanh mà như cá hóm gì ăn vô cái ói nè, cái cơ thể của thầy nó có cái sự phản ứng tự nhiên đó. Cho nên là thầy biết là một người tu tập thân mà không tịnh rồi, cái gì mà bất tịnh quá bất tịnh thì nó sẽ phản ứng nó chống lại. Thầy biết được cái thân thanh tịnh, và cái thân thanh tịnh rồi mà khi bị một dục lạc gì đó thì nó gây cho cái người mà cái thân thanh tịnh nó bị đau khổ. Thầy biết cái sự phản ứng nó đau khổ, tại vì nó thanh tịnh nó chống lại cái
cái bất tịnh của nó, cho nên vì vậy mà nó chống lại, nó ngăn chặn, cho nên nó gây ra cái niềm đau khổ của nó. Nên thầy biết rất rõ những cái cơ thể của thầy nó phản ứng, chứ còn riêng mọi người thì họ không có, nhưng mà riêng thầy thì có, là tại vì phản ứng nó chống lại cái không đúng, cái không trong trong sạch, cái không thanh tịnh, nó chống lại, nó làm cho thầy thấy là phải ói, nó làm cho thầy thấy nó phải đau đớn, nó làm cho thầy thấy khổ sở, đó là cái thân nó phản ứng, nó chống lại. Cái gì nó thanh tịnh thì nó phải chống lại cái không thanh tịnh, nó làm cho thầy phải chịu khổ. Cho nên khi mà tu mà được mà quét sạch được cái tâm, cái thân của mình thanh tịnh rồi thì là hạnh phúc, tự nó bảo vệ rồi, tự nó bảo vệ, nó có phản ứng bảo vệ tự nhiên của nó. Cho nên bây giờ ví dụ như bây giờ có người mà bỏ thuốc độc, thầy cũng nuốt đi, nó phản ứng nó cũng ói ra, cho nên mà thầy nghe nói Đức Phật mà ăn nấm độc mà chết thì nó chắc bộ Phật là cái thân nó chắc bộ như mấy con rồi ăn vô nó không phản ứng. Cái thầy bây giờ mà ai bỏ thuốc gầy vô đi, thầy ăn nó phản ứng này khỏi cần đem nhà thương bôn, biết không? Thầy sướng lắm, nó có cái bôn nó chống cái bôn. Còn mấy con không có, mấy con ăn cái chừng mấy con gọt tàn mùa niễm rồi nó mới đem nhà thương nó bôn ra. Còn cái thân thầy tự nhiên ăn cái chất độc vô nó tự nó bôn ra, nó bôn ra nó mắc một mình ói. Nó chất độc vô nó ăn vô mà nếu nó độc rồi bắt đầu nó bôn ra nó ói, nó làm cho thầy phải ói thôi. Thậm chí như đồ tâm đồ thúi gì đó nó ăn vô nó cũng bôn ói. Cho nên nói gì mắc bồ hóc nó chắc chắn là thầy hết đúng. Nó là những cái thân mà nó thanh tịnh thôi. Thật sự ra mình tu mà thân mình được thanh tịnh, bởi vì thân tâm nó phải thanh tịnh hết rồi. Cho nên mình tu cái thân tâm của mình nó thanh tịnh rồi mình thấy nó khỏe lắm, nó có cái sự vận tự nhiên luôn. Cũng như cái tâm của thầy, người ta nói gì nói mà thầy nói để mình tập giận thử lên, thế nó phản ứng là thầy nó chống lại, nó hối chịu giận thử nó chống. Mình cố gắng để mình tập mình giận đi thử lên thì nó lại chống lại, nó chống lại, nó không có chịu. Nó lúc bây giờ nó thanh thản, bảo nó làm gì đó nó tạo thanh thản, nó không làm. Nó bây giờ mấy con sân rồi, tức là hồi đó mấy con nhắc đừng có sân nha, nhưng mà nó vẫn sân nữa. Còn thầy bây giờ nó muốn sân cái lợi thì nó tao không chịu sân, nó thanh thản, nó tự nó nhắc mình, nó biểu mình thanh thản, nó không sân. Cho nên khi mà người tu rồi cái thân nó thanh tịnh rồi nó hay lắm, thì nó bởi vì nó nhiều cái lạ lắm mấy con, chứ không phải là mình tu thì định đâu. Thầy nói đó là cái dạng bất động tâm, tức là Đức Phật đã nói bất động tâm định thì sống như mọi người, nhưng cái gì ác pháp vô tác động vô thân nó phản ứng, nó chống này. Còn quý thầy nó không có thanh, không có tịnh, ô nhiễm thì nó quân cái độ ô nhiễm vô, nó không đến khi mà cái thân nó bị phản ứng một cách rất là đau khổ như thuốc độc thì họ phải chịu chết, hoặc là họ phải đi nhà thương được chứ, cái một tối thầy cũng đọc. Cho nên cái người tu tự nó đã có cái sự phản ứng tự nhiên. Cho nên mấy con tu nổi được, mấy con tu được tới cái thanh tâm, mấy con thanh tịnh rồi mấy con thấy nó hay lắm thôi.